Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 2, tức là ngày 28 Tết âm lịch. Như vậy là Tết Nguyên đán đang đến rất gần rồi. Tuy nhiên trong những ngày giáp Tết, khi mà các hoạt động đi lại giao thương đang vào giai đoạn cao điểm, thì thời tiết lại có sương mù và đôi nơi còn xảy ra mưa nhỏ ẩm ướt vào sáng sớm. Sương mù dày đặc nhất xảy ra tại các vùng gần sông Hồ hay là các cây cầu trên cao, gây cản trở tới việc đi lại của người dân. Nguyên nhân của tình trạng này là do một hình thế thời tiết mới đang khống chế khu vực, đó là đới gió đông nam ẩm do không khí lạnh lệch đông thúc đẩy. Trường gió này hoạt động mạnh về đêm và sáng, gây ra sương mù và mây âm u, với nhiệt độ vào thời điểm này vào khoảng 17 cho đến 19 độ, không quá thấp, nhưng do không khí ẩm ướt nên chúng ta vẫn có cảm giác lạnh. Ban ngày trời hứng nắng, bầu không khí tương đối ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức từ 23 cho đến 25 độ. Nhưng trời vẫn còn khá nhiều mây, độ ẩm lại cao trên 85%, dễ gây ra cảm giác nồm ẩm khó chịu. Tuy nhiên đến ngày 30 và ngày mùng 1 Tết âm lịch, đới gió đông nam có khả năng sẽ hoạt động mạnh hơn, đưa nhiều hơi ẩm từ biển vào trong đất liền hơn, sẽ gây ra tình trạng nhiều mây hơn kèm theo mưa nhỏ mưa phùn cùng sương mù lẫn lộn. Đến trưa chiều thì trời cũng giảm mây đôi lúc hứng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm nhẹ và đạt ngưỡng từ 22 cho đến 24 độ, trời lạnh hơn một chút nhưng cũng bớt đi cảm giác nồm. Như vậy là thời tiết miền Bắc những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ sẽ có những cơn mưa phùn, đặc trưng của mùa xuân. Mưa sẽ đem tới sinh khí mới cho mầm xanh nảy lộc, nhưng mưa diễn ra thoáng qua nên nhìn chung thời tiết trong ngày vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động mua sắm chào đón năm mới, cũng như du xuân trong ngày mùng 1 Tết của quý vị và các bạn. Tại miền Trung, đới gió đông nam cũng sẽ gây ra tình trạng sương mù và sương mù nhẹ vào buổi sáng cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Mưa tại khu vực này chỉ xảy ra cục bộ một vài điểm với lượng không nhiều và cũng không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đối với các khu vực còn lại, do không khí lạnh suy yếu nên trong 3 ngày sắp tới, thời tiết phổ biến là ít mưa, vào trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khá cao, đạt mức từ 23 cho đến 25 độ ở Bắc Trung Bộ và từ 25 cho đến 28 độ ở khu vực Trung Trung Bộ. Lùi sâu xuống phía Nam tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, không khí lạnh hầu như không còn ảnh hưởng đến khu vực này nên trời không mưa, ngày nắng nhiều và tương đối khô với độ ẩm thấp nhất trong ngày chỉ dao động từ 55 cho đến 65%, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt mức từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến đêm giao thừa, trời sẽ chuyển lạnh vào đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên ở mức từ 14 cho đến 16 độ, trời rét. Còn khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, về đêm và sáng trời se lạnh, thậm chí là rét nhẹ khi mà nhiệt độ ở mức từ 18 cho đến 20 độ. Còn ban ngày, tiết trời nắng ráo với nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 30 cho đến 32 độ đối với khu vực Nam Bộ. Tiết trời khô ráo tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phương Nam chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, bà con cũng cần chú ý cung cấp đủ nước cho những vườn cây trái và chú ý phòng tránh hỏa hoạn trong tiết trời khô hanh như thế này. Chuyển sang thời tiết biển, trong 3 ngày tới tại tất cả các vùng biển, từ khu vực Bắc đến giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đến khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời tạnh ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động yếu phổ biến dưới cấp 5, sóng biển thấp dưới 2 m. Riêng khu vực Bắc Biển Đông trong ngày 18 và ngày 19, thì gió Đông Bắc đến Đông có khả năng hoạt động mạnh hơn, đạt mức cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động, nên bà con ngư dân cũng cần lưu ý. Như vậy là mưa xuân ở miền Bắc, tạnh giáo ở miền Trung và nắng ấm ở miền Nam là những hình thái thời tiết của ba miền trong dịp chào đón Tết Nguyên đán sắp tới. Bản tin thời tiết của ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.